Bà đâu? Tụi bay đâu? Dạ dạ dạ. Dạ ông gọi con. Bà đâu? Dạ. Kêu bà mày ra đây nhanh lên. Dạ bà dọn qua bên trấn rồi thưa ông. Cái gì? Qua trấn là sao? Dọn đi khi nào? Dạ sớm nay cậu hai để đưa bà đi. Loạn, loạn hết rồi. Dạ. Riết rồi cái nhà này chẳng còn ra thể thống gì nữa. Ai muốn làm gì thì làm, tại sao không hỏi ta một tiếng? Dạ thưa ông, ông có cần con làm gì không ạ? Mày biến đi. Dạ không. Phu nhân. Phu nhân. Dạ. Mày để cho mẹ yên đi. Mẹ mày đâu? Tại sao dọn về đây mà không nói với tao một tiếng? Còn mày nữa, đáng lẽ phải ngăn chặn mẹ mày, cớ sao lại hùa với bà ta như vậy? Cha, đến nước này mà cha còn hỏi con câu đó sao? Không phải cha là người hiểu rõ nhất lý do tại sao mà mẹ bỏ đi à? Tao không đứng đây dần lưng với mày. Tránh ra cho tao đi. Cha, mẹ không muốn gặp cha. Cha đi về đi. Mày hay lắm. Mày dám to tiếng ngăn chặn cha mày gặp mẹ mày sao? Từ lúc nào lại có chuyện ngược đời như vậy? Mày đúng là đứa con bất hiếu. Cha có làm tròn trọng trách của mình không mà cứ mở miệng ra là chửi con là đồ bất hiếu? Sau bao nhiêu chuyện mà cha không thấy tự hổ thẹn lương tâm hay sao? Cha lại muốn gặp mẹ để làm gì? Mày đang dạy đời tao đó hả thằng kia? Con chỉ nói lẽ phải thôi. Con cản cha là chỉ muốn tốt cho cha thôi. Bây giờ mẹ mà thấy cha thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Câm miệng. Mày tránh ra cho tao đi. Cha. Tô Châu, cứ để cho ông ấy vào đi. Mẹ cũng muốn nói một lần cho xong. Bà làm như vậy là sao hả? Bà hay lắm. Bà dám làm đơn kiện cáo là tôi giết cha vợ rồi gửi đi khắp huyện phủ như vậy. Cũng may là tôi biết, tôi ngăn chặn kịp thời. Nếu không thì hậu quả khôn lường. Bà làm như vậy thì chẳng khác nào bôi trò trét trấu lên mặt nhà mình, làm đầu đề cho thiên hạ đàm tiếu. Đã nói rồi, cái chết của cha là tôi không có liên can gì hết. Ông im đi. Tới bây giờ mà ông còn dám mở miệng nói những lời trân tráo như vậy à? Tôi đúng là đứa con bất hiếu khi đã cãi lời cha tôi, tin vào một kẻ ngụy quân tử suốt bấy nhiêu năm trời. Ông đã dối gạt tôi, nhưng mà tôi không hề biết. Tôi đã mù quáng tin ông, cho nên tôi đã hại chết cha tôi như vậy. Tôi còn đẩy gia đình mình vào con đường bất hạnh. Suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, cũng như tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Ông đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Nè, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao bà vẫn không chịu tin tôi? Chính tai tôi nghe ông và mụ đàn bà thối tha kia, hai người đã nói chuyện với nhau. Vậy mà bây giờ ông còn chối được nữa hay sao? Mấy người đúng là một lũ khốn nạn, chỉ vì muốn qua lại với nhau mà đã ra tay với cha tôi như vậy. Đúng là lũ ăn cháo đá bát, quân giết người. Nếu như tôi có thể lôi cổ ông và bà ta ra công đường thì tôi đã làm ngay tức khắc rồi. Chỉ tiếc là tôi không có đủ bằng chứng hay nhân chứng nào hết. Nếu không, mấy người làm gì có cơ hội ở đây khua môi múa mép như vậy. Bà bình tĩnh lại đi. Những gì bà nghe chưa chắc là sự thật đâu. Tôi định là đợi sau khi bà nguôi ngoai rồi tôi sẽ giải thích tường tận cho bà hiểu. Ông Tô, tôi không còn muốn nghe bất cứ lời nói nào của ông nữa.
Ân tình giữa tôi và ông đã chấm dứt kể từ ngày hôm đó. Từ nay chúng ta coi như đoạn tuyệt nghĩa phu thê. Chuyện nhà họ Trịnh của chúng tôi không còn dính líu gì tới ông nữa. Cho nên sau này tôi mong ông đừng can thiệp vào nữa. Tôi và Tô Châu chỉ làm theo chút thư của cha tôi, sẽ lấy lại hết toàn bộ gia sản, cơ ngơi, nhà cửa của nhà họ Trịnh. Những người không liên quan tới họ Trịnh sẽ được tính tiền công và hậu đãi tính theo những gì mà họ đã đóng góp. Ông cứ yên tâm, ông sẽ không bị thiệt thòi gì đâu. Còn bây giờ xin mời ông về cho. Nhà này không đón tiếp người ngoài. Bà. Còn nữa, chuyện ông giết cha tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Cho dù tôi có phải bán hết cái gia sản này, tôi cũng sẽ đi khắp nơi kiện cáo ông, cho đến khi ông bị lôi ra công đường, ông phải thú tội sát nhân của mình. Tới lúc đó tôi mới chịu ngừng tay. Ông cứ chờ đó đi. Còn bây giờ ông biến khỏi đây đi. Ngọc Tâm, bà bình tĩnh nghe tôi nói được không? Cho đi về đi. Mẹ, sắp tới mẹ tính như thế nào? Mẹ, chẳng lẽ cái chết của ông ngoại là có dính líu tới cha thiệt sao? Tô Châu à, mẹ không hề muốn nói ra câu chuyện khủng khiếp này, nhưng con cũng cần biết rõ một chuyện để biết cách mà ứng phó. Ông ta đúng là thú đội lốt người, là quân tham lam tàn ác. Chỉ vì ông ngoại không tin tưởng ông ta và giao hết gia sản cho con, cho nên ông ngoại mới bị hắn hạ sát như vậy. Từ khi bắt đầu lấy lòng mẹ để được vào làm rể Trịnh gia, là ông ta đã có ý đồ chiếm đoạt gia sản nhà họ Trịnh. Bao nhiêu năm qua mẹ chỉ là con cờ trong tay của hắn. Nghe chua xót quá phải không con? Nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Cho dù ông ta có dung tiền bưng bít ngăn cản, nhưng mẹ sẽ không bỏ cuộc. Cho dù phải đi tới kinh thành, mẹ cũng sẽ phải đi để kiện ông ấy cho bằng được, để ông ngoại con ngậm cười nơi chính suối. Mẹ, mẹ hãy bảo trọng sức khỏe rồi tính sau nha mẹ. Còn chuyện bảo vệ cơ ngơi nhà họ Trịnh này, mẹ cứ tin tưởng ở con.